Ok, liệu trong 5 phút mình có đang thấy được một thao mì khổng lồ này không nha mọi người? Let's go. Để nấu một thao mì khổng lồ chúng ta cần có 5 gói mì. Chúng ta sẽ chọn mì nào cũng được, miễn là sao 5 gói, cho tất cả nguyên liệu vào. Tiếp tục cho ớt, dưa leo, cà chua vào trong này luôn. Đấy, anh em nhìn rất là ngon. Bỏ cho mình cầm 5 gói xúc xích nữa. Bạn nào thích ăn trứng gà thì cho mình 2 quả trứng gà trong này. Tiếp tục anh em cho nước sôi vào, nước thật sâu nha. Sau đó bạn nào ăn cay thì cho ớt và ớt bột vào trong này. Ok, liệu trong 5 phút mình có ăn được một thao mì khổng lồ này không nha mọi người? Let's go. Một cái tô mì